quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức hôm 3 tháng 8 khẳng định việc tiêm vaccine trên tinh thần tự nguyện, người đồng ý đăng ký tiêm sẽ được tiêm, không có chuyện không tiêm vaccine sẽ bị phạt. Sáng 3 tháng 8, tại buổi họp báo cung cấp tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trước thắc mắc về việc tổ chức tiêm vaccine Sinopharm của Trung Quốc cho người dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức khẳng định. Việc tiêm vaccine trên tinh thần tự nguyện, người nào đồng ý tiêm thì mới tiêm, dù là bất kỳ loại vaccine nào. Phó Chủ tịch Dương Anh Đức nói thêm, đây là vaccine Sinopharm Bắc Kinh. Vaccine này thỏa mãn hai điều kiện như các loại vaccine khác là được Tổ chức Y tế Thế giới WHO cấp phép ngày 7 tháng 5 2021 và Việt Nam cấp phép sử dụng khẩn cấp vào ngày 3 tháng 6 năm 2021. Theo ông Đức, một loại vaccine muốn được tổ chức tiêm thì trước tiên phải được Bộ Y tế cấp phép thẩm định, sau đó mới đưa vào tiêm. Thứ hai, người nào đồng ý tiêm vaccine thì mới được tiêm, không phân biệt loại vaccine nào. Cho đến nay, đây là chính sách của chính phủ Việt Nam và hiện 1 triệu liều vaccine Sinopharm này đang chờ Bộ Y tế thẩm định. Trước đó, vào ngày 31 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Đây là lô vaccine nhập khẩu đầu tiên do công ty dược Sài Gòn Safaco đàm phán, thương thảo và ký hợp đồng mua của Sinopharm theo sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 7 triệu người 18 tuổi trở lên và có khoảng 2 triệu người đã được tiêm mũi 1. Trong chiến dịch tiêm vaccine đợt 6 này, thành phố sẽ tiếp tục tiêm mũi 2 các loại vaccine AstraZeneca sau 8 đến 12 tuần và Moderna sau 4 tuần cho những người đã tiêm mũi 1. Dự kiến có 5,5 triệu liều vaccine cho cả mũi 1 và mũi 2. Thành phố sẽ huy động các lực lượng bao gồm cả y tế tư nhân, lực lượng quân đội và các tỉnh thành bạn hỗ trợ. Hiện tại, riêng nguồn lực của thành phố đảm bảo 1.200 đội tiêm, công suất tiêm đạt được khoảng 250 người một đội một ngày và cần thiết có thể đẩy công suất lên đạt 350.000 liều vaccine một ngày. Cùng ngày 3 tháng 8, Việt Nam tiếp nhận 415.000 liều vaccine COVID-19 do chính phủ Anh tài trợ. Kính thưa quý vị, trao đổi với Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Lương Hoài Nam cho rằng khi người dân hiểu được tác dụng của vaccine, không chỉ về sức khỏe mà còn lợi ích trong cuộc sống như tự do đi lại, làm việc, sinh hoạt, thì họ sẽ ủng hộ vaccine. Trong chương mục nhận định lần này, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của tiến sĩ Lương Hoài Nam về vấn đề vaccine giải hai bài toán y tế và sinh kế cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đánh giá như thế nào về tình hình dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay? Theo phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói rất rõ, tình trạng dịch giả tại thành phố đang rất nghiêm trọng, không kém gì các thành phố lớn ở châu Âu năm ngoái. Rất nhiều người nhiễm và nhiều người chết. Hệ thống y tế đang chịu áp lực khổng lồ từ các ca nhập viện trở nặng, chứ chưa nói gì đến các ca F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ cách ly tại nhà. Rất khó có thể nói rằng hệ thống y tế có thể chịu đựng thêm đến mức nào. Nếu để y tế vỡ trận thì cực kỳ nguy hiểm, bởi đó là nơi đảm bảo sinh mạng cho toàn dân. Ở góc độ kinh tế xã hội, người dân đã chịu cảnh tù túng do phong tỏa, cách ly, tăng cường giãn cách xã hội kéo dài hàng tháng qua. Người nào có tích lũy cũng đã thấm mệt, còn người không tích lũy thì nếu tiếp tục còn giãn cách lâu dài, họ không thể đi làm kiếm tiền để sống. Về hệ thống doanh nghiệp tại thành phố, rất ít cơ sở đang cầm cự hoạt động, còn lại đã đóng cửa chờ hết dịch. Nếu giãn cách kéo dài nữa thì hàng loạt doanh nghiệp e rằng phải phá sản. Hệ lụy là hàng loạt người mất công ăn việc làm, đứt thu nhập, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống an sinh xã hội của thành phố. Một trong những giải pháp căn cơ hiện nay là vaccine, nhưng hiện người dân đang rất tranh cãi về lô vaccine 5 triệu liều của Sinopharm dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 8. Quan điểm của ông như thế nào ạ? Đúng là cửa ra duy nhất hiện giờ cho thành phố chính là vaccine. Vaccine thì có nhiều nguồn, từ Mỹ, châu Âu đến Trung Quốc. Tôi cho rằng tất cả mọi nguồn vaccine cần được tận dụng triệt để và hiệu quả vào lúc này. Tâm lý chung thì ai cũng muốn được vaccine Âu hay Mỹ, nhưng chúng ta cũng cần phải nhớ rằng vaccine Trung Quốc cũng được Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Bộ Y tế Việt Nam và rất nhiều quốc gia trên thế giới phê duyệt, cần phải có niềm tin vào đó. Nếu chỉ chờ vaccine Tây thì có khi phải cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Tôi e rằng người dân còn phải ở yên trong nhà, doanh nghiệp còn phải đóng cửa, hệ thống y tế phải chịu áp lực khủng khiếp trong nhiều tháng nữa. Hàng ngày phải chứng kiến nhiều người thiệt mạng. Hãy nhìn qua Campuchia. Họ tiêm vaccine Trung Quốc ngay khi có cơ hội, dù vẫn nhiễm nhưng rõ ràng dịch không bùng phát mạnh như ở Việt Nam. Số người chết cũng ít hơn nhiều. Sau khi tiêm mũi đầu và mũi 2 là vaccine Trung Quốc, họ tiếp cận được vaccine tốt hơn thì họ lại cho tiêm trộn. Hiện thành phố có 5 triệu liều Sinopharm. Tại sao chúng ta không tiêm phủ để tạo kháng thể trước,
rồi tìm thêm các loại vaccine khác để bù đắp thêm. Không thể ép người dân tiêm, vậy phải làm sao để có thể đạt được miễn dịch cộng đồng khi mà nhiều người vẫn hoài nghi về vaccine, nhất là Sinopharm ạ? Với vaccine, nhất là các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện nay chỉ mới được cho phép sử dụng khẩn cấp, trong đó bao gồm tất cả các loại vaccine Mỹ như Pfizer, Moderna. Vì vậy, không nên ép người dân tiêm phòng hay xử phạt nếu họ không tự nguyện. Từ khi dịch diễn ra, tôi thấy chương trình vaccine ở Việt Nam vẫn chỉ mang tính khuyến khích, chưa ai bị ép hay bị phạt. Cần nhìn bài học khuyến khích người dân đi tiêm vaccine ở các nước. Tại Mỹ, mấy hôm trước Tổng thống kêu gọi các bang, vùng lãnh thổ và cấp địa phương tặng $100 cho mỗi công dân Mỹ đi tiêm vaccine lần đầu. Thậm chí, người dân đi tiêm có thể được giảm thuế thu nhập hoặc nhận các vé xổ số có giải thưởng lên đến $1,000,000. Hay như ở một số nước khác, điển hình là Pháp, ai có giấy chứng nhận tiêm vaccine thì có thể đi tới nơi công cộng như nhà hàng, rạp chiếu phim, sân vận động. Tại Nga, người tiêm vaccine có thể tới các khu du lịch, nghỉ dưỡng. Nhiều nước châu Âu áp dụng visa vaccine để người dân các nước sau khi tiêm có thể tự do đi lại vì mục đích làm việc, du lịch. Như vậy, ngoài tuyên truyền cho người dân hiểu về giá trị của vaccine, thì cần có ưu tiên cho người tiêm vaccine như cơ hội đi lại, làm việc, giải trí. Các biện pháp đó nếu áp dụng tốt thì người dân sẽ cảm nhận được vaccine vừa an toàn và vừa có ích với cuộc sống, từ đó họ dần ủng hộ. Thưa ông đánh giá như thế nào về thông tin liên quan vaccine trên các phương tiện truyền thông thời gian qua? Trên mạng xã hội, thông tin về vaccine trắng đen lẫn lộn. Chúng ta tôn trọng quyền tự do ngôn luận của mỗi người. Tuy nhiên, cần xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, bóp méo sự thật, bịa đặt, kích động theo chiều hướng gây nguy hiểm cho xã hội. Tiêm chủng là vấn đề rất quan trọng. Thống kê các nước cho thấy người dân đã tiêm vaccine thì khả năng nhập viện, trở nặng hay tử vong thấp hơn người chưa tiêm vaccine. Vậy nên, nếu kích động làn sóng tẩy chay vaccine, chống lại vaccine bằng những thứ phản sự thật, phản khoa học thì thật là tai họa. Xin cảm ơn tiến sĩ Lương Hoài Nam. Kính thưa quý vị, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cho biết, ngoài vaccine Sinopharm của Trung Quốc mà chúng ta được tài trợ, thành phố đã gửi đề xuất chính phủ và Bộ Y tế được cấp từ 5 đến 5,5 triệu liều vaccine. Nếu được cung cấp vaccine đầy đủ và đúng tiến độ như đề xuất, thành phố sẽ đạt mục tiêu những người đủ từ 18 tuổi trở lên tại thành phố cơ bản sẽ được tiêm vào cuối tháng 8. Chúng tôi hy vọng rằng mục tiêu miễn dịch cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm thực hiện được để người dân có thể an tâm trở lại cuộc sống bình thường mới.